tất cả toàn bộ đây là ngôi biệt thự, ngôi nhà của ông Tùng. Xin chào tất cả quý vị. Ở đây là hành lang ngôi nhà của nhân vật Tùng. Ông Tùng là nhân vật tôi đang thủ diễn trong phim Cô gái từ quá khứ. Đây là hành lang trên đường đang dẫn tới phòng làm việc của tôi, và cũng là phòng ngủ của ông Tùng luôn. Đây là nơi ông Tùng nghỉ dưỡng. Đây là nơi ông Tùng nhìn ra vườn, cảnh ở ngoài vườn. Và phía bên này là phòng làm việc của ông Tùng. Đây toàn bộ không gian nơi phòng làm việc của ông Tùng. Đây là bàn làm việc của ông. Ông ấy là một dòng vị giáo sư về y khoa, một bác sĩ lâu năm, rất là dày dặn kinh nghiệm, là thầy của rất nhiều học trò. Cho nên ông ấy được rất là được kính trọng. Và bên này, nơi đây là toàn bộ căn phòng. Đây, phía kia là nơi ông nghỉ ngơi, ngủ. Và đây cũng là một cái thói quen, là cũng hay ngồi ở nơi cái ghế này và nhìn xuống sân vườn. Quý vị có thể nhìn thấy đây là toàn bộ sách vở, những sách để ông đọc, để ông nghiên cứu, thậm chí có những cái sách nhờ chính tay ông ấy viết luôn, những cái kinh nghiệm ông ấy đã thu thập được trong cái quá trình mà làm một vị bác sĩ lâu năm. Quý vị thấy ông cũng có được những cái bằng khen, người ta đã khen, đây là những cái bằng khen. Và đây cả là những cái điều mà ông được đi du lịch và ông đi nghiên cứu, cũng như là đi học hỏi thêm tất cả những gì đã ở nước ngoài. Và ông đến nước nào thì ông đều lấy một cái vật gì đó kỷ niệm của đất nước đó để minh chứng cho việc ông đã đến đất nước đó. Tất cả rất là nhiều. Và đây là những nơi khi mà ông đi nghiên cứu cùng với tất cả các vị đồng nghiệp ở nước ngoài. Đây là một ca mổ do chính tay ông thực hiện cùng với các đồng nghiệp ở nước ngoài. Dĩ nhiên trong phòng của một vị bác sĩ, một vị giáo sư về y khoa, chắc chắn một điều là sẽ có những cái mô hình về cơ thể người. Thế này, bên kia thì đã có vị bác sĩ. Nói chung nơi đây là cái nơi mà gắn liền với tất cả sự nghiệp của ông ấy. Cả một cái vị bác sĩ lâu năm, cả một tấm lòng của ông ấy đã dành ở đây. Và cuối cùng, ông Tùng xin hẹn gặp tất cả quý vị khán giả ở bộ phim Cô gái từ quá khứ.